Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị còn có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí cục trưởng, giám đốc học viện trường, các bệnh viện Công an nhân dân, giám đốc công an các địa phương. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Có thể khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đặt ra nhiều vấn đề, khó khăn, thách thức mới hơn. Song lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực cố gắng, đồng lòng, thống nhất từ trung ương đến cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mục tiêu yêu cầu cũng như các chỉ tiêu đề ra. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc vào chiều nay, hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì đã bế mạc, hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an có kế hoạch tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 vào tháng 7 năm 2022. Chương trình dự kiến tổ chức trong 2 ngày theo hình thức biểu diễn và diễu hành trên phố đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên INTV.